gai đốt sống, phong tê thấp là những căn bệnh gây ra rất là nhiều đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Với căn bệnh này thì điều trị bằng thuốc Tây hay là phẫu thuật thì đều rất là mạo hiểm và tốn kém. Một trong những cách thức điều trị được nhiều bệnh nhân sử dụng đó là dùng cây thuốc nam. Cây thiên niên kiện là một trong những vị thuốc có tác dụng điều trị loại bệnh này. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về công dụng và cách dùng vị thuốc đặc biệt này nhé. Bộ phận dùng của cây thiên niên kiện đó chính là rễ và thân. Rễ to, khô, có chứa nhiều xơ cứng xù xì, sắc nâu hồng, mùi thơm hắc, chắc cứng. Ngoài xơ mà giữa nhiều thịt thì không mốc là tốt. Thiên niên kiện có vị đắng cay, hơi ngọt, tính ôn, quy vào kinh can và thận. Có tác dụng dược liệu là tán phong, trừ thấp, mạnh gân cốt, giảm đau tiêu hóa. Tác dụng điều trị bệnh là hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp, phong tê thấp, đặc biệt là ở người cao tuổi. Hỗ trợ điều trị bệnh nhức mỏi gân xương, hỗ trợ điều trị vôi hóa đốt sống, điều trị thoái hóa xương khớp, gai đốt sống, hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, kích thích tiêu hóa. Đối tượng sử dụng cây thiên niên kiện là những bệnh nhân bị chứng phong tê thấp, phong thấp ngưng trệ, biểu hiện là cảm giác lạnh và đau ở lưng dưới và đầu gối và co thắt hoặc là tê cứng chân. Người già bị đau nhức xương khớp, bệnh nhân bị thoái hóa vôi đốt sống, thoái hóa xương khớp, bệnh nhân bị đau dạ dày. Cách dùng là để ngâm rượu để điều trị phong tê thấp thì dùng thiên niên kiện 1 kg, hổ cốt 100g, ngu tất 100g, câu kỳ tử 100g ngâm với 2 lít rượu. Ngâm trong khoảng thời gian 1 tháng là có thể sử dụng được. Mỗi ngày sử dụng từ 2 đến 3 ly nhỏ trong mỗi bữa ăn. Còn để sắc nước uống thì thiên niên kiện sắc nước uống hàng ngày, mỗi ngày 10g. Do thiên niên kiện được chế biến bằng phương pháp phơi khô, có chứa rất là nhiều tinh dầu nên rất là dễ bị ẩm mốc. Bởi vậy khi bảo quản thì phải để ở nơi khô ráo. Khi mà sử dụng xong thì nên đóng bịch mà gói kỹ lại. Hiện nay thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có bán cây thiên niên kiện với nguồn gốc tự nhiên, được thu hái hoàn toàn ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Cây rất là sạch sẽ và an toàn tuyệt đối khi sử dụng để làm thuốc. Nếu quý khách hàng ở xa thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ gửi hàng theo đường bưu điện thông qua dịch vụ COD của Viettel Post.